Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine buộc phải rút lui khỏi nhiều khu vực ở Kharkov. Đức, Mỹ chính thức mở rào, hé lộ loại vũ khí sẽ được Ukraine dùng để tấn công lãnh thổ Nga. Tòa Bạch Ốc tuyên bố cuộc tấn công của Nga ở vùng Kharkov đã thất bại. Bầy đàn UAV Ukraine phá hủy radar 100 triệu đô la Mỹ của Nga ở Crimea. Thời cơ đã đến với Ukraine, NATO đồng loạt xoay trục muốn Nga sớm bị đánh bại. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Thiên Yến mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov tiết lộ rằng lực lượng Ukraine đã buộc phải rút lui từ 8 cho đến 9 km tại những khu vực quan trọng trong khu vực xung đột ở tỉnh Kharkov. Nhấn mạnh những động lực đang diễn ra trong cuộc xâm lược ở Ukraine, ông Belousov vào thứ Sáu ngày 31 tháng 5 tuyên bố do áp lực từ quân đội Nga, lực lượng Ukraine đã buộc phải rút lui từ 8 đến 9 km tại những khu vực quan trọng trong khu vực cuộc chiến ở Kharkov. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố ngày 31 tháng 5, quân đội Ukraine phải rút lui 8 đến 9 km tại các khu vực tiền tuyến chính ở vùng Kharkov và Nga đang tiến dọc toàn bộ tiền tuyến. Belousov, người vừa được bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Nga thay cho Đại tướng Sergei Shoigu giữa tháng trước, cũng nhấn mạnh những lợi ích về mặt lãnh thổ mà quân đội Nga đã đạt được. Ông tiết lộ rằng, chỉ trong tháng 5, lực lượng Nga đã chiếm được 28 khu định cư ở Ukraine. Kể từ đầu năm 2024, lực lượng Nga đã chiếm giữ thành phố Ukraine có tổng diện tích 880 km2. Ông Belousov cho biết, các nhóm chiến đấu của Nga đang đánh bật đối phương khỏi vị trí của mình. Chúng tôi đang tiến lên trên tất cả các khu vực tiền tuyến chiến thuật. Hoạt động tác chiến tích cực của lực lượng Nga tại những khu vực quan trọng ở tỉnh Kharkov đã đẩy lùi quân đội Ukraine. Và nói thêm rằng, Nga đã đánh chặn hơn 1.000 UAV của Ukraine, hơn 250 quả đạn HIMARS và 50 tên lửa ATACMS trong tháng 5. Ông Belousov tuyên bố, vào tháng 5, lực lượng vũ trang Nga đã chặn hơn 1.000 máy bay không người lái, hơn 250 quả đạn HIMARS và Vombry, hơn 80 quả bom dẫn đường HIMARS, 50 tên lửa chiến thuật ATACMS và 8 tên lửa hành trình SCAF, khẳng định cam kết của Nga đối với hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Belousov bày tỏ sự tin tưởng rằng tất cả các mục tiêu cuối cùng sẽ đạt được. Những bình luận của tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga theo Reuters đã nhấn mạnh quyết tâm không thể lay chuyển của lực lượng Nga trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Đức, Mỹ chính thức mở rào, hé lộ loại vũ khí sẽ được Ukraine dùng để tấn công lãnh thổ Nga. Chính quyền Mỹ đã nới lỏng lệnh cấm quân đội Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Theo tạp chí của Forbes, chính quyền Mỹ đã cho phép Kiev bắn HIMARS, hệ thống tên lửa phóng loạt GMLRS và pháo binh vào lãnh thổ biên giới Nga. Phạm vi tối đa của hệ thống HIMARS và GMLRS là 80 km. Đổi lại, lệnh cấm sử dụng tên lửa HMS tầm xa để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga vẫn có hiệu lực. Đồng thời, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thừa nhận rằng chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục nới lỏng các hạn chế đối với các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ Nga. Theo ông, phương Tây sẽ tiếp tục điều chỉnh chiến lược trong vấn đề này. Trong khi đó, hãng thông tấn Bild đưa tin Đức cho phép Ukraine sử dụng pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 và hệ thống tên lửa phóng loạt Mars 2 để tấn công Liên bang Nga, nhưng chỉ theo hướng Kharkov và không đi sâu quá 40 km vào lãnh thổ Nga. Người phát ngôn chính phủ Đức Stefan Habestre cho biết Berlin hợp tác với các đồng minh và Ukraine không ngừng điều chỉnh sự hỗ trợ của mình cho Kiev, có tính đến tình hình đang phát triển trên chiến trường. Tòa Bạch Ốc tuyên bố cuộc tấn công của Nga ở vùng Kharkov đã thất bại. Cuộc tấn công mới của Nga nhằm vào khu vực Kharkov bắt đầu vào ngày 10 tháng 5, hóa ra đã thất bại. Ukraine đã chặn đứng hiệu quả đối phương, gây tổn thất nặng nề. Điều này đã được Giám đốc các vấn đề châu Âu tại Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ tại Tòa Bạch Ốc Michael Capeter tuyên bố trên sóng Telethon. Quan chức này lưu ý rằng do quân đội Nga bị tổn thất nặng nên họ đã không đạt được mục tiêu. Ông Carpenter nói, trên thực tế đây là một thất bại của Liên bang Nga, vì số thương vong của Nga được báo cáo từ mặt trận phía Bắc là rất cao nên người Nga đã không đạt được mục tiêu của mình.
Ukraine đã chặn đứng được quân Nga và chúng tôi hy vọng Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện quyền của mình. Điều này rõ ràng phù hợp với hiến chương Liên Hợp Quốc về quyền tự vệ. Đại diện Tòa Bạch Ốc Mỹ cũng nói rằng chính vì cuộc tấn công vào khu vực Kharkov mà Ukraine đã gửi yêu cầu tới Mỹ để được phép sử dụng vũ khí Mỹ trên lãnh thổ Nga. Sau đó, thay mặt Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tòa Bạch Ốc đã đưa ra các khuyến nghị cho phép quân đội Ukraine tấn công trả đũa các vũ khí Nga tấn công Ukraine. Cuối cùng, ông Michael Carpenter làm rõ rằng Ukraine hiện được phép tấn công Nga ở khu vực Sumy và Kharkov. Hoa Kỳ đã cung cấp sự cho phép thích hợp. Ông Carpenter nói, điều này mở rộng sang việc cho phép người Ukraine tự vệ. Đúng vậy, xuyên biên giới chống lại các cuộc tấn công của Nga đến từ đó. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang Ukraine bị cấm sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa để tấn công. Mây đàn UAV Ukraine phá hủy radar 100 triệu USD của Nga ở Crimea. Truyền thông Ukraine nói rằng phía Kiev đã phóng loạt UAV nhằm vào radar tầm xa của Nga ở Crimea, khi Apple dẫn nguồn tin từ lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho hay, vào đêm 29-30 tháng 5, Nga dường như đã mất một hệ thống phát hiện radar tầm xa, Nebo SVU, trị giá khoảng 100 triệu USD. Hệ thống này được đặt gần Amiens và được sử dụng để giám sát khu vực mặt trận dài hơn 380 km, bảo vệ các vị trí của Nga ở bán đảo Crimea. Theo các nguồn tin, hệ thống radar trị giá 100 triệu USD đã bị 7 máy bay không người lái tự sát tấn công trong một hoạt động do Bộ phận Phản gián của Cơ quan An ninh Ukraine, SBU, tiến hành. Sau đó, hệ thống vệ tinh trinh sát đã không phát hiện ra tín hiệu từ radar nói trên. Các nguồn tin cho biết, hệ thống Nebo không còn hoạt động và không còn tác động trong chiến đấu. Nguồn tin cũng cho rằng, đòn tấn công của SBU này đã làm mù lực lượng phòng không Nga trên một phần quan trọng của mặt trận. Tháng trước, Kiev Post dẫn nguồn tin nói rằng, SBU đã nhắm mục tiêu vào một trạm radar tầm xa của Nga ở vùng Bryansk, nơi đang theo dõi bầu trời cách lãnh thổ Ukraine 700 km. Nguồn tin của Kiev Post cho biết, người Nga hiện có một tổ hợp Nebo-U kém hiện đại hóa hơn. Nebo-U đã giúp quân đội Nga phát hiện vũ khí của Ukraine và hỗ trợ máy bay ném bom tấn công các khu vực ở biên giới Ukraine bằng bom dẫn đường trên không. Nga chưa bình luận về thông tin này. Nebo-U của Nga là phiên bản hiện đại hóa của radar Nebo từ thời Liên Xô, được dùng để phát hiện, đo tọa độ và theo dõi các mục tiêu trên không thuộc nhiều thể loại khác nhau từ máy bay đến tên lửa hành trình và tên lửa dẫn đường, tên lửa đạn đạo và tên lửa tàng hình. Thời cơ đã đến với Ukraine, NATO đồng loạt xoay trục, muốn Nga sớm bị đánh bại. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW cho biết, sự đồng tình ngày càng gia tăng của các quốc gia phương Tây chấp thuận việc Ukraine sử dụng vũ khí của họ bên trong biên giới Nga có thể có ảnh hưởng đáng kể đến tiến trình tấn công đang diễn ra của Moscow. Trong bản cập nhật vào tối thứ Năm, Viện ISW cho biết việc ngày càng có nhiều sự chấp thuận từ các thủ đô phương Tây kể từ thứ Sáu, bao gồm Berlin, và ở một mức độ nào đó, Washington DC cho phép Kiev sử dụng vũ khí tiên tiến của mình để tấn công bên trong nước Nga sẽ đóng vai trò quan trọng. Vai trò của Ukraine trong việc bảo vệ lãnh thổ của mình và các hoạt động phản công trong tương lai. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để yêu cầu bình luận. Cuộc tấn công đang diễn ra của Nga vào vùng Donbass Kharkov, Oblast của Ukraine đã khiến Kiev và các đối tác phương Tây mất cân bằng, bộc lộ những hạn chế của lực lượng Ukraine và làm dấy lên lo ngại rằng các cuộc tấn công tiếp theo ở nơi khác có thể dẫn đến một bước đột phá đáng kể của Nga. Ukraine phần lớn không thể tấn công quân Nga đang tập trung dọc biên giới trong cuộc tấn công Kharkov. Người Ukraine đã đồng ý với các đối tác NATO rằng những loại vũ khí tiên tiến nhất của họ, đặc biệt là những vũ khí do Mỹ cung cấp, chỉ có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu của Nga trên lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng. Yehov Cheminov, thành viên Quốc hội Ukraine và phó giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Quốc phòng Ukraine đã nói với Newsweek vào đầu tuần này rằng chúng tôi có thông tin trước cuộc tấn công mới nhất của Nga gần Kharkov về việc họ tập hợp quân đội về trang thiết bị của họ. Nhưng chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì. Chúng tôi không thể tấn công. Và đó là lý do tại sao chúng tôi không thể ngăn chặn cuộc tấn công này. Đó là lý do tại sao chúng tôi mất một số làng mạc, một số vùng lãnh thổ và mất đi binh lính và dân thường. Điều này thật nực cười. Mỹ và Đức hiện đã gia nhập danh sách các đồng minh NATO chấp thuận các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Shahid Nikiforov, người phát ngôn của văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky, hôm thứ Sáu đã xác nhận thông tin truyền thông rằng Tòa Bạch Ốc đã chấp nhận các cuộc tấn công như vậy, nhưng chỉ ở các khu vực gần biên giới với Kharkov.
Nikiforov nói với tờ The Guardian rằng nó sẽ tăng cường đáng kể khả năng của chúng tôi để chống lại các nỗ lực của Nga tràn qua biên giới. Politico và những hãng truyền thông khác đã đưa tin rằng Tổng thống Joe Biden đã bí mật cho phép Ukraine sử dụng vũ khí bao gồm tên lửa hệ thống tên lửa phóng loạt dẫn đường GMLRS, nhưng không phải tên lửa ATACMS tầm xa hơn, để tiến hành các hoạt động phản pháo chống lại các mục tiêu của Nga ở vùng biển này. Khu vực biên giới, bao gồm các tỉnh Belgorod, Kursk, Bryansk. Quyết định này có hiệu lực vào thứ Năm, tờ Financial Times của Anh đưa tin. ISW viết, không rõ Mỹ cho phép các lực lượng Ukraine tấn công bằng vũ khí do Mỹ cung cấp bao xa, hoặc liệu Ukraine có được phép tấn công các điểm tập trung lực lượng và thiết bị của Nga ở các tỉnh Kursk và Bryansk hay không. Tuy nhiên, các mục tiêu quân sự của Nga bên ngoài khu vực biên giới giáp với Kharkov, Oblast cũng là mục tiêu quân sự hợp pháp, và việc tiếp tục hạn chế khả năng Ukraine tấn công các mục tiêu ở những nơi khác ở Nga sẽ cản trở khả năng Ukraine tự vệ trước sự xâm lược của Nga. ISW tiếp tục đánh giá rằng Mỹ nên cho phép Ukraine tấn công tất cả các mục tiêu quân sự hợp pháp trong hậu phương hoạt động và sâu của Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp. Các nhà lãnh đạo của Nga đã phản ứng trước diễn biến trong tuần này bằng việc lặp đi lặp lại lời thề sẽ phá hủy tất cả thiết bị và nhân sự của phương Tây ở Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào bên trong nước Nga bằng cách sử dụng vũ khí từ phương Tây có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.